Ở Hòa Định, chợ mới của tỉnh Tiền Giang có xướng nghề thủ công bó chổi từ tàu dừa, cả tươi lẫn tàu khô. Các tàu dừa được chuốt thành cọng đều nhau với nhiều kích cỡ, ngắn dài và sau đó được bó thành từng cây, trọng lượng chừng 1 kg nguyên liệu. Cái dừa tươi thì mình tới mười mấy ngàn ký lận á. Dừa tươi que trắng bó đẹp và chổi hơn thì mười mấy ngàn ký. Lá dừa khô này có 5.000 mấy nè. Nó rụng xuống mình mới róc được chứ đâu có trèo đánh lấy được. Nếu mà một ngày có lá là chuốt suốt luôn là chắc cỡ 6-7 bó. Bó diện ký á, chắc chừng ký mấy à. Ký mấy là được cái chỗ. Nghề thủ công này theo nhận xét của bà Lê Thị Động thì cũng dễ làm, công cán nhẹ và thu nhập ổn định. Mình sáng ý mình dòm lên anh bó được hả? Ngày thì trung bình chắc chừng 30 ba 50. Cây có 12 ngàn. Bỏ cây có 12 ngàn nhiều. Nguyên liệu lá dừa có sẵn ở nhiều nhà, còn chuyện ngồi làm công việc bó chổi như vậy thì người thợ có thể làm bất cứ giờ nào trong ngày khi gom đủ lá về chuốt rồi bó. Ngoài dây kẽm phải mua, còn lại gần như đều là cây nhà lá vườn. Mận ngày chắc chừng mười mấy 20 ngàn chứ gì. Tại vì không có lá là mình công lúc mình róc là mình bó lại rồi mình gom lá nữa. Ngày mình chút nhất chừng mười mấy 20 ngàn à. Thu nhập tuy không nhiều nhưng được cái là thời gian cho công việc mang tính chủ động đối với người thợ bó chổi. Thì mận này là con khỏe lắm, vừa giữ nhà luôn, muốn mận thì mận, còn không mấy thì mình mệt thôi. Có bữa con bó tới 8-9 giờ. Theo lời kể của những người thợ nơi đây, thì nghề thủ công bó chổi từ tàu dừa này nghe đầu thịnh hành từ sau những năm đầu thập niên 70 ở thế kỷ trước tại xứ Chợ Gạo, nơi có nhiều vườn dừa của đất Tiền Giang.